Hello, chào tất cả anh em bạn bè trên YouTube, trên Facebook và các cháu. Hôm nay mình nhờ bà xã mình hướng dẫn cái máy giặt đồ ở bên Mỹ nha. Từ hôm mình qua đây tới nay mình không có giặt, bà xã mình giặt không à, bà biết sử dụng thì giờ bà xã chỉ lại cho mình. Rồi bây giờ bắt đầu lúc đầu mà bà giả hướng dẫn cho mình cái cách sử dụng, tại vì bên đây bên Mỹ này á, là nhà nhà nào cũng có một cái phòng giặt như vậy hết đó. Này các bạn thấy không, cái máy giặt rất là lớn nè, máy ra bỏ vô giặt rất là đồ nhiều đồ à, không phải như ở Việt Nam mà máy nhỏ 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 Sấy. à. Đây là máy giặt, còn đây là máy sấy. Nhà nào cũng có riêng cái phòng giặt đồ. Khi nào mà giặt xong rồi sấy, bỏ qua cái máy này sấy à, chứ bên này không có nắng phơi nha các bạn, không có phơi mà nắng à. Đây là cái nắp nè, nắp là bỏ đồ vô đây đừng sấy nè à. Rồi bây giờ nhờ bà xã chỉ cho mình nha. Rồi bắt đầu Chỉ cho anh lần mai mốt mà anh làm chứ khi à. em lu bu Rồi rồi. Bây giờ mình mở nắp lên nè, khoan, nè bây giờ nè, chỗ này mình mở ngược lại đây tới số 10, anh mở tới số 10 ha, mũi tên thì chỉ số số 10 mười đó không? ha. Ok Rồi mình giặt cái người rồi, bây giờ em mở máy lên nha. Anh đóng cái anh cái ra đó, nước anh chảy trước, rồi nước nóng không đó anh ơi, nước nóng đó. nước nóng không? Nước À, nóng rồi khi mình xả nước xuống á thì mình đổ xà bông vô, xà bông giặt thay. Vòng thai rồi mấy nè, mấy nắp một nắp này là đầy với cái lượng cái tối mình vừa giặt đó. rồi Nghĩa ở đây nước nóng lên hơi luôn á, nước nóng. Rửa cái nắp này luôn, nước nóng quá. Cái máy này thường thường giặt bao nhiêu ký đồ anh? Em cũng rành mà máy lớn này mình một lần giặt một lần là một thùng đồ này là nó vừa một máy á. Cỡ 5 ký không? Có cỡ nghĩ mình hơn nghĩ à. Chứ 5 ký không? Hơn nè. À. Hơn 5 ký, 7 ký không? Cỡ 7 ký rồi. Ừ, máy lớn. 7 ký. 7 ký đồ nha các bạn. Thì cái máy của mỗi gia đình. Thế nên mình đậy nắp đời gì là Chảy nó không? tắt, nó không chảy. Đâu nó chảy vô nữa chưa Chảy. giặt thôi. Để em coi mấy cái đồ này nữa. Thì Giặt xong cái rồi này cái dưới cái ô lưới để mấy mình cái để bao cho cái lưới. đồ mỏng á, làm cho nó không có mấy cái áo nhỏ là mình để không bị gãy. Còn này là giấy thơm. Giấy Ồ, giấy thơm. thơm để mình Ý để cho là nó để thơm khi đồ. sấy đồ bỏ vô phải không? Cho nó thơm phải không? Ồ, mấy miếng giấy nha. Ồ, nó làm hay quá ha. Làm cái này mỏng 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 tờ giấy vậy. Bỏ đồ vô sấy, bởi vì ba cái đồ ở bên Mỹ này mà đem về Việt Nam, ba cái đồ của mình mặc á, đồ Việt Nam á Thơm hơn đồ Mỹ để ở quá trong thùng đem về bên Mỹ, đem về Việt Nam khui ra cái nghe cái mùi thơm mùi Mỹ ha. quá. Thơm mùi Mỹ. Những cái đồ nào mà nó mỏng à, cần mà Nóng vậy. để vô trong cái bao này thì mình để vô bao này, còn cái đồ nào mà cần để vô cái bao kia nhỏ kia thì mình để vô bao nhỏ kia. Tức là mình sợ nhăn đồ đó, hư đồ đó ha, thì mình để vô bao phải không? Bây giờ nước nó chảy vậy rồi thì mình để đồ từ từ vô đó. Nên xà bông nó lại giờ mình để đồ vô. Ở nhà ở Mỹ nha, nhà nào cũng có một cái phòng giặt riêng chứ không có để trong nhà, Có phòng giặt riêng. ở ngoài sau cái kho Đây là ngoài đó. kho. Đây là anh quay cái kho. Ở này là những cái này nè, nè. Đây nè các bạn thấy không, Cái đây này là cái là kho khi mà mình
mình cần cái gì mình xả đó, cái mình để đây mở nước ra mình xả mình rửa, nhưng như mẫn có vết nào mà dơ quá đó mình để xả vô thùng sơ cái mình, ừ giờ cho nước vô đây xả sơ đó, mà đây cũng là cái chỗ thoát nước ra, mình có giờ nước mình xả sơ đó, mình để đồ vô nước là sạch. Bây giờ mình giặt thì mình lựa những cái đồ nào mà màu trắng nó mới sơ, còn cái trắng rồi đó là khi mình để vô mình ngâm trước. Đồ trắng để vô trước, giặt trước phải không? Như cái máy áo này nè, là mình không có để vô thì mình phải để vô cái bao lưới để cho nó an toàn, nó không có sười lông á. Cái áo này nè, đừng cho nó hư phải không? Lông, đây mình bỏ vô giặt luôn rồi nó mau hư, kỹ vậy đó. Nước bên này nó mạnh lắm. Dặn dồi một cái là nó xà xuống rất là mạnh luôn. Cho nó bỏ đầu vô đi. Cái màu mình để lên để vô sao hoặc là mình giặt như một máy. Được, đồ trắng giặt riêng, đồ màu giặt riêng nha các bạn. Giặt chung là coi chừng cái đồ màu kia nó lây qua cái đồ trắng, cái là nó gì nó làm cho hư cái đồ trắng luôn, mà chẳng không sạch mà nó còn hư nữa. Kỹ nhiều khi ta thấy đồ cũng không ở đây thì nó đúng ra mặt đồ cũng không có dơ lắm nữa. Thành ra giặt chung cũng được, nhưng mà mấy cái đồ trắng thì mình ngâm trước, giặt thì nó sạch hơn. Cái màu vàng này nó không sao mà nó cũng như thế. Rồi, bỏ đồ vô rồi. Còn làm gì nữa? Bây giờ đồ thì mình bỏ vô rồi, bây giờ nước nó ngưng, tất nhiên là nó vừa đủ, rồi đó. Đủ nước phải không? Đủ nước rồi, nó vừa, nó ngưng rồi đó. Xong rồi mình đẩy nắp lại nó mới chạy. Đặt mình mở vậy là không chạy nha. Đó, nó đủ mà nó ngưng nước. Thí dụ anh mất làm chuyện gì anh quên, cái tự động nó vừa tới cái nó ngưng. Okay. Khi nào mà anh giặt ra thì anh đẩy nắp lại. Bắt chạy ha. Bây giờ em sẽ cho nó chạy không em. Bây giờ em sẽ cho nó chạy chừng khoảng 5 phút. Rồi em tắt máy, em bỏ ngâm đó. Ngâm đó cho nó sạch đồ rồi chứ chừng khoảng 10 phút thôi, 15 phút gì mình trở lại mình mở máy cho giặt. Thì đồ nó sẽ rất là sạch. Cho chạy 5 phút thôi. Tắt máy. Cái này chỉnh bao thời gian bao lâu, bao nhiêu thời gian? Cái này có nửa tiếng 30 phút là giặt xong máy á. Chỉnh lúc nào? Chỉnh từ đâu qua đâu? Em cái nút mũi tên này nè, lên trên số thứ 10 nè. Để chạy, ví dụ như từ từ xuống thì nó sẽ tới cái nút nào đó, nó sẽ tắt, cái nó xả xà bông ra. Rồi xong cái bắt đầu nó sấy, tự động sấy, xong cái tự vô nước trở lại, làm để cái chu kỳ nó làm vậy nè. Qua tới đây nè, cũng như là 10 phút. Vậy đó, qua 20 phút, 30 phút tới đây là bắt đầu là coi như nó xong rồi đó. Là nó giặt xong rồi không? Giặt xong nó sấy luôn rồi đó. Là mới vô đầu mình chỉ cái mũi tên nằm chỗ nào? Mũi tên này nằm ngay số 10 đây. Tức là chữ này nằm đây? Đúng, mũi tên này nằm ngay đây. Cái chữ của cái nút dặn nè phải không? Nằm ngay đây. Đúng. Nó có cái lằn nè. Nó cái lằn này là dặn đây nè, anh dặn cho nó lên ngay.
đó. Rồi xong rồi nó chạy xuống tới cái này là tất nhiên là máy giặt xong. Rồi bây giờ coi như là em cho nó quay đều, cho nó đều xong với quần áo hết. Rồi nó trong vòng 5 phút cái em tắt. Em thì cái cặp giặt của em như vậy đó, em cho ngâm đồ gì cho nó sạch. Ok. Đây các bạn thấy quơ ngang, các bạn thấy hồ điệp của tôi để nè, các bạn suy nghĩ tại sao mà hồ điệp để đây. Tại vì nó trốn lạnh các bạn ơi. Ở đây sắp tới đông rồi cho nên trồng cái hồ điệp này ở ngoài nó lạnh. Nó lạnh là nó sẽ bị khô lá. Nó làm cho cái hồ điệp không có tốt, sẽ chết đi. Cho nên mùa lạnh mình nó đem nó vô nhà để nó trốn lạnh. Nó trốn từ chỗ trốn lạnh nào mình thấy đem vô nhà vô nào vô nó nằm đây nó mới trốn được đó. Các bạn coi nó nằm đây đó, rồi khoảng chừng 3 ngày tôi hãy đem ra ngoài có nắng, tôi để ngoài nắng cái rồi tôi tưới, rồi tôi để chừng một buổi vậy đó là cho nó lấy ánh nắng mặt trời đàng hoàng á, rồi tưới tiêu rồi xong xuôi đàng hoàng á mới đem về đây. Chứ ban đêm trời lạnh dữ lắm các bạn, lạnh quá nó chịu không nổi. Người ta còn chịu không nổi không chi mà cây cối. Mà mấy cái cây này nó nhạy cảm lắm. Khi mà lạnh quá là nó bị co lại, nó không có phát triển mà nó làm cho cây nó bị hư đi, nó không tốt. Mấy cây hồ điệp này hồi xưa, hồi trước khi tôi qua đây, nhỏ em nó cho nè, nó trồng rồi nó chơi qua rồi nó cắt ngang nó qua. Cái cây nó không biết trồng, nó để nha, nó quăng cù lăng cù lắp ở ngoài á. Mình thấy vậy mình nói mình biết trồng, nó xách xuống nó cho nè. Hồi lúc lấy về là nó te tu lắm, mà hôm nay nó được nè, nó tốt rồi, nó xanh lá lên. Thì các bạn thấy không? Nó tốt, nè tốt dễ sợ. Rồi tới mùa hè năm sau là coi như mấy cây này ra bông hết. Rồi bây giờ đã giặt xong rồi các bạn, máy đã tắt rồi, về chữ ốp ngay cái này. Về ngay chữ ốp là tắt rồi đó, là bên xong kia rồi. Mà nó về chỗ đó là tắt phải không? Ừ, xong rồi đó. Rồi, bây giờ mình dỡ ra. À, đây. Mở cái máy sấy ra. Xong mình lấy quần áo bên đây mình sang qua bên này để mình sấy. Các bạn nhớ vũ thì nó sấy nó dễ khô hơn. Bên đây mà mình giặt xong mình sấy rồi mình lấy ra liền á, mình vũ là mình mặc à, khỏi cần ủi, nó không có bị nhăn. Lòng hết sức sâu. Vậy nó mới giặt đồ nhiều. Rồi xong rồi, bây giờ mình lấy mấy cái giấy này. Cái thơm á. Để vô. Một cái máy này thì mình sử dụng rồi xong. Bây giờ cái máy mà nó đầy thì mình phải canh lên 60 phút là nó như một tiếng 60 phút. Nếu mà đồ mình ít thì mình làm 40, 30, 50 tùy theo. Còn cái này mình đầy máy thì mình canh 60. Rồi bắt đầu mình ở đây là mở. Đè vô cái là nó chạy. Nó chạy các bạn có nghe không? Nó sấy á. Rù. Sấy đúng 60 phút mình ra là đồ khô hết, mình lấy vô. Rồi, ok. Để vô, chờ. Rồi. Rồi, cái đầu em sao? Cái đồ lấy, nó quay trên đầu đó. Rồi bây giờ máy đã tắt rồi, coi như đồ đã sấy xong. Bây giờ mình mở ra. Đây, quần áo đã khô hết rồi các bạn ơi. Này, khô hết trơn mà nó không có nhăn.
Vậy là mình vũ, mình xếp cái là mình mặc được rồi đó. Ha. Thử thì có thơm không? Thơm, thơm mùi Mỹ. Thơm mùi Mỹ. Khăn là cái gì nè, khô hết trơn. Nóng, khô mà nó nóng, đồ lấy ra, mới lấy ra nóng lắm. Ấm mình nè. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Nó sấy mà nó sấy nóng nữa. Phải nó sấy lạnh đâu, nó sấy nóng, sấy rất là nóng. Khô hết trơn. Vậy là vũ vậy là mặc được rồi. Rồi, video hướng dẫn giặt đồ đến đây đã kết thúc. Xin các bạn xem và có gì comment dưới nha. Comment. Rồi, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Rồi, xin kết thúc video. Hẹn những video sau. Xin chào các bạn. Bye.